Khi nhìn thấy 1/4, bạn nghĩ đến điều gì? Có phải đó là những con số của phép toán mà hồi bé chúng ta thường học, hay những con số của sổ sách khi chúng ta đi làm? Và có bao giờ bạn nghĩ đến 1/4 cuộc đời, khoảng thời gian chênh vênh, bấp bênh nhất trong cuộc đời mỗi người? Là khi bạn rơi vào trạng thái lo âu, mất phương hướng về mọi mặt trong cuộc sống, từ nghề nghiệp, tài chính cho đến các mối quan hệ. Đó là tôi của thời điểm hiện tại, một cậu sinh viên năm 2 với rất nhiều những dự định ngổn ngang trong cuộc sống, và nó đã dẫn tôi đến vòng lặp không lối thoát. Tôi tự hỏi tôi đến với thế giới này làm gì, làm sao để tôi có thể tìm ra con người thật của mình. Và những lo lắng sớm ấy đã kéo gục tôi xuống, đã khiến tôi buộc phải trưởng thành. Tôi vẫn còn nhớ như in mình của hồi bé, hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Và rồi theo dòng thời gian, tôi lớn lên với những suy nghĩ chín chắn đã được hình thành. Tôi ít nói hơn, lầm bì hơn, dễ khó gắt hơn. Chẳng biết từ bao giờ tôi thay đổi nhanh đến thế, tự tạo cho mình một bức tường rào và dần thu mình lại. Tôi gần như gục ngã. Và rồi có những sự kiện quan trọng xảy đến với tôi và khiến tôi nhận ra rằng mọi chuyện rồi sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Chị ơi, em lại chia tay nữa rồi, em buồn quá. Giới ơi, mỗi thế mà cũng phải buồn. Mình còn trẻ đời còn dài, sao mà phải lo. Bạn thấy đấy, tuổi 20 của chúng ta vẫn thật đẹp và còn rất dài để khám phá thêm những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Đừng quá áp lực về khủng hoảng 1/4 cuộc đời, vì bạn không cô đơn trong thế giới này. Chào mọi người, hiện nay mình đang có mặt tại Tam Đảo để làm gì ạ? Quay phim. Đúng rồi. Nhưng mà quay phim rất chán, nhưng mà được cái này, các bạn nhìn view này. Đường lên tiên cảnh. Ôi trời ơi. Wow. Ê, chị Chi ơi. Kể ra bọn mình ấy cũng đỉnh thực sự. Đấy là ý tưởng đi Tam Đảo xong sách đi luôn. Đâu nào. Hello. Mọi người ạ, Huyền bây giờ rất là tâm trạng vì Huyền không mang máy thở. Huyền đang cảm thấy suy hô hấp. Nhưng mà chính của ngày hôm nay. Anh ngồi xuống đi anh đừng ghế bọn em không quen. Một buổi đi quay rất là vui vẻ và bổ ích. Chào mọi người, bọn mình đã quay xong cảnh cuối rồi ạ. Yeah. 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 Háo hức đấy. Các bạn có háo hức với phim không? Không nhá. Háo hức không? Phim này trầm cảm mà. Sao thì háo hức quá. Phim trầm cảm mọi người ạ. Thôi đi về. Bye bye mọi người.